Đây là chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Tòa phúc thẩm Việt Nam giữ y án 7 năm tù đối với luật sư nhân quyền Cù Huy Hà Vũ. Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội giữ nguyên bản án 7 năm tù, 3 năm quản chế đối với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sau phiên xử kéo dài một ngày hôm 2 tháng 8. Ông Cù Huy Chữ, người nhà của luật sư nhân quyền Hà Vũ, phát biểu với VOA Việt ngữ ngay sau khi phiên xử kết thúc. Tức là vẫn y như cũ, vẫn y án của cái phiên sơ thẩm ấy. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về cái kết luận này của phiên tòa. Tôi hoàn toàn đã biết được điều đó, cũng như khi mới xảy ra vụ án thì tôi đã biết có thể đi đến đâu. Với kinh nghiệm của một người hiểu biết về mặt chính trị, hiểu biết về chế độ này, thì tôi hoàn toàn chả có gì ngạc nhiên cả. Chả phải tôi mà bản thân tôi cũng không ngạc nhiên gì. Trong cái bức thư mà Vũ đã gửi cho đồng bào và coi như là một lời tuyên bố cho toàn thế giới đó, thì Vũ chẳng ngạc nhiên gì về kết quả này đâu. Nói lên rằng là cái tính chất bất dân chủ của nhà nước thôi, bởi vì Vũ đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, cái quyền dân chủ của xã hội và của cá nhân, và đấu tranh xây dựng một nền Cộng hòa theo đúng nghĩa của nó mà nhân dân thế giới đã từng xây dựng. Bên công tố cho rằng các hành vi của ông Vũ vi phạm an ninh quốc gia và rằng ông đã lợi dụng quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận để chống đối nhà nước. Đáp lại, ông Vũ nói ông không chống đảng Cộng sản nhưng ủng hộ một chế độ đa đảng tại Việt Nam để có sự cạnh tranh lành mạnh vì quyền lợi của người dân và đất nước. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu chống lại nguy cơ của đất nước bằng mọi giá, kể cả cái chết. Ông Vũ nói gia đình ông 4 đời hy sinh tranh đấu cho đất nước và cha ông là một trong những người đã khai sinh ra chế độ đang bỏ tù ông hiện nay. Các hãng thông tấn quốc tế cho biết, tại tòa phúc thẩm, ông Cù Huy Hà Vũ đã tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo vụ bắt giữ nhằm trả thù việc ông đã hai lần kiện Thủ tướng. Các luật sư bảo vệ cho ông Vũ tại phiên phúc thẩm lần này gồm luật sư Trần Quốc Thuận thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 luật sư trong Luật sư Đoàn Hà Nội là luật sư Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải và Vương Thị Thanh. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội và cũng từng là thẩm phán tại Việt Nam, nhận xét về phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Hà Vũ. Cái phiên tòa diễn ra là vậy, là không đúng những cái gì đã quy định trong các điều luật và đã được ghi trong Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Hình sự, những điều ghi trong Hiến pháp, trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân năm 66 mà Việt Nam đã tham gia vào ngày 24 tháng 9 năm 1992 đó, đều không được thi hành ở tại phiên xử này. Rất là đáng tiếc, cái phiên tòa này hoàn toàn không có đối đáp theo trong luật quy định. Cuối cùng hội đồng thẩm phán cũng làm theo một cái việc mà tôi nghĩ rằng đã chuẩn bị từ trước. Thì đó là một cái điều nói chung là rất là không bình thường mà cũng rất buồn. Những dấu hiệu phạm tội đó thì chưa chứng minh được một cách thuyết phục. Luật sư đưa ra những lý luận, lý lẽ rất là xác đáng, rất là chính đáng. Nhưng mà viện kiểm sát không trả lời được, rồi cứ bảo là cứ giữ ý kiến. Rồi cuối cùng tòa lại nói theo là sau viện kiểm sát nói thế thì là chứ để như thế. Chỉ có 2 hãng thông tấn nước ngoài được theo dõi phiên xử qua màn hình và không được phép dùng phương tiện ghi âm hay điện thoại di động. Bên ngoài tòa án, nhiều người ủng hộ luật sư nhân quyền Hà Vũ đã tập trung tại khu vực lân cận từ sáng sớm cho tới 7 giờ tối ngày 2 tháng 8 để theo dõi phiên xử và kêu gọi phóng thích tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trước rào cản an ninh dày đặc. Một người trong số này cho Ban Việt ngữ VOA biết. Tất cả các ngã đường rẽ vào tòa án đều có công an chốt ở đó và không ai được phép vào ạ. Nên tất cả mọi người đều đứng ở phía ngoài, không ai được tiếp cận lại tòa án đấy. Lúc sáng thì tất cả mọi người ở đó hô rất nhiều lần là Cù Huy Hà Vũ vô tội ạ. Thì công an có lao vào, công an chìm có lao vào và bắt một số người đi ạ. Tất cả mọi người đều tỏ ra bất bình khi mà tòa cũng y án. Đây là một phiên tòa hết sức bất công. Theo quan điểm của tôi, thứ nhất là ông Cù Huy Hà Vũ là không hề có tội ạ. Cho dù ông có tội thì cũng cần phải xét xử một cách công khai và minh bạch để mọi người biết ạ. Nhưng phiên tòa này xử một cách nhấn nút. Bản án 7 năm tù của ông Vũ về tội tuyên truyền chống phá nhà nước đã khiến Hoa Kỳ và châu Âu quan ngại và kêu gọi Việt Nam phóng thích cho ông vô điều kiện. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới chỉ trích đây là bản án phi lý và vi phạm nhân quyền chỉ vì ông Vũ đã thực thi các quyền căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á thuộc tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, cho rằng the way that the party has reacted in this case indicates that there is a degree of trying to make an example of him. This sort of action. Cách Đảng Cộng sản Việt Nam phản ứng trong vụ án của ông Vũ cho thấy họ tìm cách lấy ông Vũ làm gương để răn đe, và điều này không thể chấp nhận được. Bà Delphine Rocolo, điều phối viên thuộc Tổ chức Quan sát Bảo vệ Những Người Đấu Tranh cho Nhân Quyền, có trụ sở tại Geneva, phát biểu với VOA Việt ngữ. Chúng tôi rất thất vọng trước bản án này, vì nó chứng tỏ các luật sư bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam bị cản trở hoạt động và phải đối mặt trước những hậu quả như thế nào, và cũng cho thấy chính quyền Hà Nội vi phạm các công ước cam kết với quốc tế về nhân quyền và quyền dân sự ra sao. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ này và sẽ lên tiếng kêu gọi không chỉ với Việt Nam mà cả với các đối tác của Việt Nam nữa để ông Cù Huy Hà Vũ được trả tự do. Luật sư Fernanda Venzon từ Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường, một tổ chức chuyên bảo vệ nhân quyền của các cá nhân và tập thể ở các nước đang phát triển, nơi có các hoạt động đấu tranh chống lại các tác hại cho môi trường, lên tiếng với VOA Việt ngữ. The appeal was rejected. And well, if this decision is not totally unexpected. Kháng cáo của ông Vũ bị bác, đây không phải là điều bất ngờ, và một lần nữa xác nhận thực tế rằng ông Vũ không được xét xử trong một phiên tòa công bằng và công minh. Chúng tôi đã gửi thông tin lên nhóm công tác Liên Hiệp Quốc chống lại việc bắt bớ tùy tiện, và trường hợp của ông Vũ sẽ được mang ra trong phiên xử kế tiếp của nhóm công tác diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Chúng tôi hy vọng nhóm công tác Liên Hiệp Quốc sẽ kết luận rằng việc bắt bớ giam cầm ông Vũ là tùy tiện và ra khuyến nghị đối với chính phủ Việt Nam yêu cầu phóng thích ông Vũ vì bất kỳ hành động nào tước quyền tự do của công dân vì người ta hành xử quyền tự do bày tỏ quan điểm đều được xem là sự bắt bớ tùy tiện. Cáo trạng của ông Vũ có đề cập tới các cuộc phỏng vấn của ông với báo chí nước ngoài, trong đó có đài VOA. Gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo. Trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, ông Vũ đã gửi thư cảm ơn những người quan tâm và khẳng định ông là tiếng nói đại diện cho những người cổ võ cho một nhà nước pháp quyền khi bênh vực người dân, phản đối dự án Bô Xích Tây Nguyên và đề nghị đa đảng.